Tử vi tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953, 6 tháng cuối năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mệnh chủ sinh năm Quý Tỵ luôn sống có mục tiêu, lý tưởng rõ ràng và họ luôn cố gắng, phấn đấu để đạt được những mục tiêu đó. Con mắt tinh tế giúp họ nhìn rõ được đúng sai, tốt xấu. Bởi vậy, họ luôn biết điều gì mình nên làm và không nên làm. Khi gặp phải khó khăn, thử thách trong cuộc sống, họ không bao giờ sợ hãi, bỏ cuộc. Ngược lại, họ xem đó như cơ hội để khẳng định, phát triển bản thân. Họ không tin vào vận mệnh hay số phận. Họ cho rằng thành công là do sự cố gắng, nỗ lực của bản thân mình. Bước sang năm 2021, Tỵ Sửu tạo nên cục diện tam hợp, mang đến một năm mới nhiều may mắn cho những người tuổi Quý Tỵ. Vậy trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu, vận trình của tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 sẽ diễn ra như thế nào? Những điều đặc biệt sẽ đến với tuổi Quý Tỵ. Tuổi Quý Tỵ có gặp được quý nhân nào hay không? Trên con đường công danh và sự nghiệp có gặp phải những khó khăn hay trắc trở nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay để có thể nắm rõ được vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe của ông bà tuổi Quý Tỵ. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Là phần tổng quan tử vi của ông bà tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Theo tử vi nửa cuối năm 2021 cho thấy, ông bà tuổi Quý Tỵ sẽ bước sang một trang mới với nhiều may mắn. Mọi mặt trong cuộc sống đều sẽ tiếp diễn một cách bình ổn. Ông bà đã dần nghĩ thoáng hơn về mọi việc nên tâm lý cũng trở nên nhẹ nhõm, mang lại những tác động tích cực đối với sức khỏe của ông bà. Tình hình tài chính của ông bà trong thời gian nói chung ổn định, dù không tiền bạc ngập két nhưng vẫn dư giả cho những hoạt động hàng ngày trong cuộc sống. Ngoài ra, tình cảm cũng không có nhiều biến động. Ông bà nhận được sự chăm sóc và tôn trọng đến từ con cháu trong nhà. Quan hệ hàng xóm láng giềng cũng hòa hợp. Tuy đã thoát khỏi sự kìm kẹp của thái tuế, nhưng vận hạn vẫn ở xung quanh ông bà. Cho nên, để có thể hóa giải được vận hạn và tận dụng thời điểm tốt này, thầy Gia Cát khuyên ông bà tuổi Quý Tỵ hãy mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài thái tuế. Pháp khí sẽ nghênh đón quý thần, hóa giải hung tinh, từ đó mang lại cát lành, may mắn, bình an cho ông bà. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ vận trình của ông bà tuổi Quý Tỵ trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Tử vi ông bà tuổi Quý Tỵ nửa cuối năm 2021 cho thấy ông bà sẽ không phải đối diện và xử lý nhiều việc khó giải quyết trong thời gian sắp tới. Đồng thời, ông bà cũng biết rằng điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mình là sức khỏe và niềm vui. Chính vì thế mà ông bà đã không còn so đo, tính toán hoặc nhúng tay vào nhiều việc. Ông bà bắt đầu dành nhiều sự tin tưởng cho con cháu trong nhà và để con cháu tự giải quyết việc liên quan, quan trọng. Nhờ vậy mà cuộc sống của ông bà trở nên nhẹ nhõm và đơn giản hơn nhiều. Ngoài ra, trong các công việc hàng ngày, ông bà nên biết lượng sức mà làm. Ông bà không nên làm việc quá sức, sẽ khiến cơ thể mệt mỏi, thậm chí là tổn thương không đáng có. Đặc biệt, trong thời điểm này, ông bà tuổi Quý Tỵ hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, tam hợp quý nhân, Tỵ, Sậu, Sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp ông bà tuổi Quý Tỵ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, chiêu tài lộc, cát lành và may mắn về cho bản thân. Đồng thời, khi vòng
Đồng thời, khi mang vòng tay bên mình, ông bà sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ công việc được hanh thông, quan hệ công việc dần tốt đẹp. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Trong nửa cuối năm 2021, ông bà tuổi Quý Tỵ có thể sống thoải mái với khoản tiền tích góp được từ trước đó mà không phải lo đến việc túng thiếu. Thêm vào đó, ông bà sẽ thường xuyên nhận được sự quan tâm, chăm sóc của con cái, nên hoàn cảnh sống đa phần là dư dả. Ở độ tuổi này, với những ông bà làm ăn kinh doanh, cũng nên chú ý đến việc nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe nhiều hơn. Chớ vì những đồng tiền lời lãi mà làm việc quá độ sẽ khiến cơ thể mệt mỏi, phải tiêu tốn tiền trên nhiều phương diện sức khỏe. Để kích vừa vận tài lộc thì ông bà hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy nhà Phật, Bát Bảo Tâm Kinh. Mặt trước của pháp khí là 8 pháp bảo lớn của nhà Phật. Vòng trong cùng là bộ lục tự Đại Minh Chú, Umani Padme Hum, có thể tịnh hóa 6 kiếp luân hồi, và mặt sau là bộ chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho ông bà tuổi Quý Tỵ. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và làm ăn. Đặc biệt là mang lại bình an, cát lành cho ông bà. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Tử vi của ông bà tuổi Quý Tỵ nửa cuối năm 2021 cho thấy rằng thời gian này gia đạo cát lành, đối nhân xử thế hài hòa, thường tạo được mối quan hệ tốt đẹp đối với mọi người xung quanh. Nếu sống một mình, ông bà tuổi Quý Tỵ sẽ thường nhận được sự giúp đỡ của hàng xóm láng giềng, cuộc sống không có nhiều biến động. Mối quan hệ vợ chồng của ông bà trong thời gian này cũng hòa hợp, đôi bên biết quan tâm và chăm sóc lẫn nhau. Con cái trong nhà đa phần đều ngoan ngoãn, nghe lời. Ngoài ra, trong thời gian này, ông bà hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu. Năng lực của tam hợp khí sẽ giúp ông bà đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ gia đình, các mối quan hệ xã giao xung quanh ông bà trong thời gian sắp tới. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Xem tử vi của ông bà tuổi Quý Tỵ nửa cuối năm 2021 cho thấy rằng, ở độ tuổi này, ông bà cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhiều hơn, đặc biệt tránh làm việc quá sức, sẽ gây ra những tổn thương khó chữa trị. Ông bà cũng nên duy trì tập thể dục phù hợp với sức của mình để cải thiện sức khỏe. Tuy nhiên, trong thời gian này, ông bà sẽ khó tránh những bệnh người già liên quan đến xương khớp, thị lực hay thần kinh. Để có thể hóa giải những vận xấu thì thầy phong thủy khuyên ông bà tuổi Quý Tỵ hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp ông bà xua đuổi hung tinh, vận hạn trong năm. Pháp khí cũng giống như một tấm bùa bình an và hộ mệnh bảo vệ ông bà trong thời gian sắp tới. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của ông bà tuổi Quý Tỵ trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Sau đây, xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu khung cát từng tháng của ông bà qua phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất, tử vi tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch không phải là một khoảng thời gian thuận lợi đối với ông bà tuổi Quý Tỵ. Trên phương diện sự nghiệp, dù ông bà vẫn duy trì được tinh thần lạc quan, tích cực, song dưới tác động của hung tinh, ông bà có thể bị kẻ xấu bụng đặt điều, nói xấu, gây ảnh hưởng không nhiều thì ít đến cảm xúc của ông bà và cái nhìn của người khác. Cho nên trong thời điểm này, ông bà cần giữ mối quan hệ hòa hảo đối với mọi người. Dù có chuyện gì bức xúc cũng cần bình tĩnh tìm cách giải quyết phù hợp, không nên nóng nảy, bé xé ra to, khiến mọi việc càng trở nên căng thẳng. Thứ hai, tử vi tháng 8 âm lịch. Tình hình tài chính của ông bà tuổi Quý Tỵ có dấu hiệu suy giảm trong tháng 8. Có thể là vì ông bà thường xuyên phải tiêu pha cho các hoạt động xảy ra trong công việc và trong cuộc sống. Mức lương lúc này cũng không có dấu hiệu tăng lên. Vì thế mà ông bà cần phải lên kế hoạch chi tiêu rõ ràng nếu không muốn rơi vào cảnh cháy túi. May mắn, công việc của ông bà tuổi Quý Tỵ đang dần dần đi vào quỹ đạo. Một vài đồng nghiệp có thể xuất hiện giúp ông bà giải quyết khó khăn, đồng thời giới thiệu thêm những cơ hội mới phù hợp với năng lực của ông bà. Cho nên ông bà hãy chú ý nắm bắt ngay, chứ đừng chần chừ, do dự. Thứ ba, tử vi tháng 9 âm lịch. Tình trạng sức khỏe của ông bà tuổi Quý Tỵ trong tháng này nhìn chung ổn định. Ông bà có đủ sức lực để tham gia vào những hoạt động mang tính thử thách cả về thể chất
lẫn tinh thần. Trong công việc, ông bà tạo được mối quan hệ tốt với mọi người, nên không còn sợ bị kẻ xấu ngáng đường. Tuy nhiên, ông bà cần mạnh dạn thể hiện điểm mạnh của mình, như vậy mới dễ dàng ghi điểm trong mắt lãnh đạo. Thứ tư, tử vi tháng 10 âm lịch. Điều mà ông bà tuổi Quý Tỵ cần chú ý nhiều trong tháng này chính là sự nghiệp. Ông bà là người có tham vọng, mong muốn mình đạt được nhiều thành tích cao, nhưng ông bà không nên vì thế mà tìm cách cạnh tranh không lành mạnh đối với người khác. Ngoài ra, một số ông bà nếu nhận trọng trách thì không nên lo lắng, tự ti quá mức, cũng không nên quá tự tin, coi thường ý kiến đóng góp của người khác, chỉ thích làm theo ý mình. Đặc biệt trên phương diện kinh doanh, cục diện tương xung cảnh báo ông bà tuổi Quý Tỵ không nên vội vàng đưa ra quyết định đầu tư nếu không muốn rơi vào cái bẫy của kẻ lừa đảo. Thứ năm, tử vi tháng 11 âm lịch. Bước sang tháng 11, dường như những khó khăn trong khoảng thời gian trước đã lui bớt. Nhờ có các tinh chiếu mệnh, ông bà tuổi Quý Tỵ có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Quý nhân sẽ giúp ông bà giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, đồng thời vạch ra những hướng phát triển hợp lý trong tương lai. Tình hình kinh tế của ông bà trong thời gian này cũng có nhiều dấu hiệu cải thiện. Những khoản đầu tư nằm im trước đó đã bắt đầu sinh lời và thu về không ít lợi nhuận. Thứ 6, tử vi tháng 12 âm lịch. Tháng âm lịch cuối cùng của năm 2021, mọi phương diện cuộc sống của ông bà tuổi Quý Tỵ đều có dấu hiệu phát triển tích cực. Ông bà tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong công việc nên có thể thuần thục giải quyết những sự cố bất ngờ xảy đến, gây ấn tượng tốt đẹp đối với người làm lãnh đạo. Với một số ông bà đang làm đầu tư, kinh doanh thì thái độ tích cực và chủ động sẽ giúp ông bà dễ dàng nắm bắt được những cơ hội làm ăn có lời, đem lại lợi nhuận cho tập thể. Tình hình tài chính cuối tháng vì thế cũng tăng trưởng, ông bà sẽ nhận được tiền lương, tiền thưởng xứng đáng đối với công sức mà mình đã bỏ ra trong suốt một năm qua. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu vận hạn của ông bà tuổi Quý Tỵ trong vận trình nửa cuối năm 2021 theo sao hạn và là số tử vi để có thể hiểu rõ hơn. Thứ nhất là sao hạn ông bà tuổi Quý Tỵ. Trong nửa cuối năm 2021, ông tuổi Quý Tỵ sẽ bị sao Văn Hớn chiếu mệnh. Khi gặp sao này chiếu mạng, công việc sẽ ở mức trung bình. Bên cạnh đó, sẽ dễ vướng khẩu thiệt, phòng thương tật, ốm đau, nóng nảy mồm miệng, gặp tai hình, kiện cáo pháp luật. Sau này bất lợi là vào tháng 2 âm lịch, cho nên ông nên đề phòng gặp chuyện quan sự, trong nhà không yên. Còn với bà tuổi Quý Tỵ sẽ gặp sao La Hầu chiếu. Thời gian này, bà cần đề phòng tai nạn bất ngờ có liên quan tới huyết quang, bệnh về răng hay bệnh về mắt. Đề phòng hao tốn tiền bạc, sao La Hầu mang tới nhiều điều dữ, những chuyện không may mắn có liên quan tới công quyền hay pháp luật. Ngoài ra, ông bà tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 đều gặp hạn địa võng trong nửa cuối năm. Địa võng chủ về đi xa bất lợi, gặp hạn này nên hạn chế xuất hành xa, nhất là vào giờ Tuất và ngày Tuất. Hạn này còn chủ về chuyện đau buồn, ông bà cần cẩn thận lời nói, kẻo vướng khẩu thiệt, bị kẻ xấu lợi dụng hoặc lừa gạt. Đồng thời, ông bà cũng cẩn trọng trong nội tộc có chuyện tăng gia, công việc khó khăn, làm ăn trắc trở, phải bỏ dở giữa chừng. Thứ hai, nội dung can niên vận 6 tháng cuối năm 2021 theo là số tử vi. Cung mệnh của ông bà tuổi Quý Tỵ có các sao Thiên Phúc, Long Trì mang quý nhân phù trợ. Nhưng tuần, triệt, quan phù, thiên khóc lại gây trở ngại bất ngờ, khó lường trước. Trong nhà có chuyện không vui. Cung tam hợp có các cát tinh Phượng Cát, Hoa Cái, Hàm Trì, Giải Thần mang vận đào hoa vượng, nhân duyên cát lành. Các hung tinh Thái Tuế, Pha Toái, Bạch Hổ, Phi Liêm, Thiên Quan báo hiệu rắc rối thị phi, kiện cáo pháp luật hay tai nạn xe cộ, động chạm dao kéo. Còn có cung xung chiếu gồm có Thiên Mã, Điều Khách báo hiệu dịch chuyển nhiều, gia đình có chuyện buồn. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của ông bà tuổi Quý Tỵ, sinh năm 1953. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi phong thủy luận giải. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo,
công danh sự nghiệp, con cái. Quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật được những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.